Giờ tới nay hai chồng Thủy sẽ ăn buổi tối tại Pháp là ở đây nè ha. Đêm cuối cùng nha, ngày mai là mình phải lên máy bay rồi, cho nên là bây giờ ra đi chơi một chút xíu nữa. Bây giờ buổi tối trời nó lại ấm lên chút hơn so với ban ngày, nó không có gió nữa, cho nên đi ra tản bộ một chút xíu rồi kiếm tiệm ăn tối. Trời ơi, mọi người biết không, trời này thì bận cáo lạnh dài muốn chết luôn, không xả thôi trời, bận cái tay cục nè, lực không biết lạnh là gì hết, còn phải là trùm như cái mềm đó. Hôm nay là tối thứ tư đúng không? Dạ, hôm nay là tối thứ tư. Nhưng mà ở đường phố Pháp nó vẫn còn đông cảnh sát lắm. Có nhiều khi bây giờ metro đêm nó vẫn đóng nữa. Mọi người biết Huy nói là còn lại một món là onion, cream, right? Creamy onion soup á. Là tụi Huy chưa ăn tại Pháp, nghe quảng cáo thôi, với lại thì phải ăn con cái gì? Escargot hả? Vâng, kêu là escargot tiếng Pháp nhưng mà nó là gốc á mọi người. Cho nên thì nó hôm nay tối nay thì phải ăn được hai món đó trước khi thì lên máy bay về Mỹ ha. Thấy cái khúc phố đây ngay chỗ bên góc á, cái hotel thì ở là nó cũng đẹp lắm luôn đó. Đường phố bây giờ nó đông đúc dễ sợ không. Cái này là ngay cái ngã ba của hotel á ha. Giờ tới nay hai chồng Thủy sẽ ăn buổi tối tại Pháp là ở đây nè ha. Cái nhà hàng này nó có cả hai thứ mà Thủy muốn, cho nên là Thủy sẽ ăn ở đây. Nhà hàng này cái seafood nó nằm ở để ngoài cho mình coi nè, tươi lắm luôn. Night decoration. Đây là ăn cái tray đồ sống nè. Get out the side. Okay. Get out the side. Fight. I cannot speak French. Đó thì người ta làm cái tray lên, người ta cắt oyster ha. Cái này là oyster với lại con tôm lông, cái con tôm này chín rồi nhưng mà ăn lạnh ha. Nhà hàng này nó có cái tray siêu là cũng đẹp ghê luôn á. Cái bo nữa, đó là cái bo nè. Bây giờ Thủy bên xã đang đứng chờ để người ta xếp ghế nè. Đứng ngay góc. Mọi người biết không, bàn ăn ở Pháp nó chật nhưng mà lúc nào nó sắp ly rượu cũng rất là đẹp nè. Đây là cái menu ha. Giá của nó cũng tương đối không có đến nỗi mắc lắm. Rẻ lắm đâu. English menu. Không khác gì Mỹ nhưng mà có một cái là bơ của nó rất là ngon ha. Bơ với bánh mì là đưa ra trước ha. Cái gì thích nhất là cái nhảy ly họ xếp nè. Đi ngồi gần nhà hàng ngay cửa sổ ha. Còn cái nhà hàng lúc chân cũng rất là đẹp à. Nó không rộng lắm nhưng mà nó có hai ba ngăn lận ha. Cái này là hôm nay có một mình Thủy uống rượu thôi à. Không trả thì không uống thì chỉ uống ly champagne để cho nó relax thôi. Cái này là onion soup nè. Còn cái con này là con snail của mình, con escargot. Rồi hai món ăn tối nay là hai cái món mà hai đứa mình muốn ăn nhiều nhất trong mấy cái bữa tới đây á. Hai món ăn với lại cái con ốc á.
cái soi là vị thử refer là cái món ốc nhiều hơn nha. Còn cái onion soup và fan onion soup thì không ngon lắm. Thích lắm. Nó không ngon đối với Thủy đâu, nhưng mà Thủy đến cái vị là không thích lắm. Mà Thủy thích là cái con ốc nhiều nhất nha. Nhớ là cái con ốc nha mọi người nha. Escargot snail. Bây giờ thì đã kẹp được con ốc rồi nè. Mọi người nhìn thấy món ăn của Thủy không? Cái ly rượu kế bên nha. Với lại mấy cái con ốc nằm đây nè, y chang giống như là tối nay Thủy đi nhậu với ông xã vậy. Đó là muốn nhậu á. Còn ông xã ăn nhìn hiền lắm, ăn suốt với lại không uống rượu, mà uống nước lạnh thôi. Cho nên là Thủy nhìn là thấy là hơi bợm một chút rồi nha. Đó. Mọi người biết là cái chén súp thì mọi người thấy cái phần trên là nó nướng nó nóng lên là cháy, phần trên là ngon nhất luôn. Thì chê ăn súp thôi, nhưng mà thử quẹ có muốn chê thì ăn cũng ngồi với thấy ăn bánh mì với bơ ăn cái món nóng chính của mình đưa ra cũng no luôn đó. Cái món của mình là cái món thịt bê đó mọi người, là cái con bò con á, đây cái miếng đùi của con bê nha. Ăn với cơm nó để ăn với lại cơm trắng rồi, thấy không? Đó, còn cái món riêu này cũng thấy là ăn với lại đậu thôi, không thích phan phai tại vì phan phai mỡ quá nên chọn ăn với món này thôi. Đùi em á. Giờ sẽ thử ăn cái đùi bê của Thủy có thể làm sao nữa nè. Rồi bỏ chút tiêu như món đồ ăn. Nào. Can you tell me how is your food? It's good. Good. Frog legs taste like chicken. It does taste like chicken. Taste like chicken? You like it? Yeah. Tôi mới hỏi ông xã Thủy là cái chân con ếch á ăn như sao. Ông Thủy mà ông xã thì nói là cái chân con ếch ăn có thịt nó giống như chicken. Nhưng mà thấu thiệt nha, em gái thì nó dám thử mà Thủy không dám thử. Hay là để Thủy thử một tí cho mọi người coi, có thể là ông xã nó giống chicken luôn nha. Đúng, thịt nó không có mùi vị gì hết, nó rất là ngon. Thật là cái đùi ếch nó ngon. Nhưng mà tại vì Thủy không dám ăn rồi. Đi thử cái đùi ếch thì Thủy thấy là cái thịt ếch á, để Thủy cho mọi người coi nha. Thì bỏ thêm tiêu với thêm muối và nhìn cái sắc thịt nó rất là ngon. Bây giờ Thủy sẽ enjoy cái cuối của Thủy. Đã thấy ngon à? Tối thứ tư tại Paris mà ban đêm á, những cái nhà hàng nó mở tới 12 giờ đêm á ha. Cho nên là nó khác bên mình một chút, bên mình có tùy chỗ thôi chứ không phải chỗ nào nó cũng mở 12 giờ đêm ha. Thủy đã xong cái bữa dinner cuối cùng tại Paris tối nay rồi á, mà cái nhà hàng đó ăn á thì nó cũng rất là ngon. Có cái con escargot là con snail thì ngon, nhưng mà cái soup onion thì nó không có được ngon lắm. Còn cái món cái chân ếch á, thì nó ok với ông xã Thủy, nhưng mà Thủy không biết ăn. Còn cô Thủy là cái con bò con á, cho nên nó cũng ok. Tối nay là một cái bữa tối rất là thoải mái, tại vì mình không còn việc gì phải làm, ngày mai mình phải lên máy bay rồi. Cho nên là một buổi tối rất là enjoy dinner ha. Bây giờ là Thủy hy vọng mọi người thích cái video, Thủy chia sẻ những cái món ăn trong cái nhà hàng tại Pháp. Và hẹn gặp lại mọi người trong next video. Bye bye, see you.